mai không kịp nở để đón Tết. Con phải giúp ba thôi. Áo quần con bị lắm bẩn như ba, nhưng ba vẫn không ngại. Vui Tết dân tộc, trẻ học điều hay, ngại gì vết bẩn. Omo. Anh hai ơi, bánh quy Cremo nhân kem vani này có thêm nhân kem sữa. Bánh quy Cremo niềm vui sinh đôi, vui xuân cùng Cremo Tết. Tường nhà mình thật láng mịn, mình sẽ treo thật nhiều ảnh gia đình lên. Anh làm thêm vài khung hình nữa nha. Ừ, mình treo hết lên đi em. Đừng chơi trong nhà con. Không sao đâu em, sàn nhà mình chắc lắm. Chơi tiếp đi con. Để xây ngôi nhà mơ ước, hãy dùng xi măng Hosin đa dụng với cường độ ổn định, bề mặt láng mịn và trung bình chắc. Với Hosin, bạn đã quyết định đúng. Những nắp bên trong toilet trong nước sạch sẽ này, với quân di trùng hùng hồn của ta đang tụ tập để chiếm lĩnh đây đây. Chính xác, làm sao mọi người có thể tiêu diệt được chúng ta bằng loại nước tẩy rửa như thế này? Chúng qua quá quá loạn, chúng ta không bao giờ bị đánh bại. Ôi không, phim làm đặc quá, chạy qua thằng ta. Sạch siêu hẳn là đã sạch, nếu vẫn còn vi trùng, đậm đặc, phim Pasteur chứng nhận, diệt gọn triệu triệu vi trùng. Con sẵn sàng chưa? Dạ rồi mẹ. Năm nay con có một bí mật tạ ông bà. Ghi về chúc Tết dạo sang trước hết. Là món bánh chưng, buồn khổ vui mừng, là canh bước đắng, may mắn song hành như bếp với cờ nào. Đầu từ đâu? Bạn đã có cảm hứng cho năm mới bừng sáng. Mình thích cuộc sống bận rộn của mình. Nhìn tóc của mình thì sao? Tóc rất dễ bị tổn hại. Giải pháp của mình ư? Pantene chăm sóc toàn diện mới với công thức Pro Vitamin chống lại 7 dấu hiệu tóc bị tổn hại cho tóc luôn chắc khỏe. Giờ thì mình luôn có thời gian để làm tất cả những điều có ý nghĩa. Happy birthday! Bạn tin vào chính mình. Pantene. Pantene chăm sóc toàn diện mới. Giá chỉ 20.000 đồng. Cháu học được bí quyết của mẹ rồi. Con cũng học từ mẹ mà. Nét chân, điểm 10 cho chất lượng. Chú ơi, chú là bàn chạy con giá 360 độ nổi tiếng. Đúng rồi. Có thật là chú có mặt chảy lưỡi không? Thật ra là mặt chảy lưỡi vào bên trong má. 80% vi khuẩn không nằm trên răng. Bà chảy Colgate 360 độ chảy sạch răng, nướu, bên trong má và lưỡi. Wow, khi lớn cháu sẽ có mặt chảy lưỡi và bên trong má như chú. Colgate 360 độ cho cả miệng sạch hơn hẳn. Năm mới, bye bye bàn chải cũ, nơi tích tụ vi khuẩn gây sâu răng, mảng bám, bôi miệng. Thay ngay bàn chải mới với khuyến mãi đặc biệt của Colgate. Sơn cao cấp ngoài trời Dulux Weather Shield với công nghệ Color Lock mới giúp màn sơn bền màu và đẹp mãi không phai. Công thức nhựa latex đặc biệt chống bám bụi và rêu mốc cực tốt. Dulux Weather Shield đẹp như mơ, bền như mới. Chim chim mẹ thầm xin bám trên ngóc em. Sử dụng dầu nhớt Shell Advance là bạn đang tận hưởng công nghệ tiên tiến cho xe máy của mình.
Shell Advance với công nghệ EPA độc quyền giúp làm sạch động cơ khi vận hành. Bạn sẽ đạt ngay tốc độ mong muốn, thật nhạy và êm ái. Shell Advance với công nghệ EPA, êm máy, nhảy xe. Kiểu dáng mới, dễ cầm và sử dụng. Hôm qua khi đôi mắt mệt mỏi, hôm nay đôi mắt cần được bảo vệ kịp thời với Contouring Xuyên Phát, cho đôi mắt trong tương lai sáng rõ. Nuviroto nuôi dưỡng đôi mắt khỏe đẹp. Không dùng Nuviroto cho người bị tai nạn áp, đồng ý hướng dẫn trước khi dùng. Xong. Khoan, con sơ khai hàng rào chứ vậy? Làm chi vậy ba? Để bảo vệ toàn diện. Nếu còn bỏ sót một điểm nhỏ nào, điểm đó sẽ bị hư hại. Ồ, giống như răng, chú nói. Răng thường bị sâu ở những chỗ bàn chải không chải tới được. Colgate với công thức canxi hòa tan độc đáo, bảo vệ răng toàn diện, vừa sâu răng hiệu quả gấp 2 lần. Năm mới, bye bye bàn chải cũ, nơi tích tụ vi khuẩn gây sâu răng, mặn bám, bôi miệng, thay ngay bàn chải mới với khuyến mãi đặc biệt của Colgate. Tài tỏa sáng, mỗi giải 300 triệu đồng. Vàng giải bạc lọc vương tao, mỗi giải 500 ngàn đồng. Hãy mua và tìm thẻ cào bên trong mỗi gói OMO. 2, 3. Nội, lì xì này hơi lớn. Cảm ơn chú Nội. Nhà năm mới đỡ hơn với lì xì Ovaltine. Chào là có lì xì, tiền may mắn có thể lên đến 5 triệu đồng. Ovaltine. Bạn luôn đấu tranh nội tâm khi ăn vì lo cho vóc dáng. Trà ba ly không độ, chiết xuất từ đại mạch, giàu chất xơ và niacin, giúp giảm chất béo 2 lần cho bạn thoải mái ăn ngon. Trà ba ly không độ, thức uống không thể thiếu cho mọi bữa ăn. Cuộc sống nâng ly thịnh vượng, phúc lộc đầy năm. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với buổi lễ trao nhà cho một nhân vật nữa của quận 12, và cũng rất là vui khi mà được trao căn nhà này trong những ngày đầu năm mới 2008. Chị có muốn nói lời chào nào đầu tiên đến với mọi người hay không? Những cái cảm nghĩ của chị trong buổi sáng đón mọi người tới thăm nhà mới. Tới thì rất là hâm, cũng cảm ơn chính quyền địa phương, huyện phường vậy, cũng đến cho em một căn nhà, em cũng cảm ơn với đại diện thành. Xin được giới thiệu anh Lê Văn Quang, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 12 đã đến tham dự chương trình hôm nay. Xin được giới thiệu anh Đoàn Văn Lý, chủ tịch phường Thạnh Lộc đã đến tham dự. Và xin được giới thiệu anh Phạm Phú Châu, trưởng phòng quan hệ khách hàng công ty thép Covina, nhà tài trợ. Mình sẽ nghe đọc cái quyết định về căn nhà mới này. Xin được kính mời chị Nguyễn Thị Gái, đại diện cho ban xóa đói giảm nghèo và việc làm quận 12 đọc quyết định trao nhà. Quyết định điều 1, nay tiếp nhận căn nhà do ban khoa giáo đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và công ty trách nhiệm hữu hạn thép Bomina ủng hộ xây tặng, để cấp cho ông Nguyễn Văn Tơ, diện dân nghèo, ngụ tổ 11 khu phố 2 phường Thạnh Lộc quận 12. Điều 2, ông Nguyễn Văn Tơ trọn quyền quản lý, sử dụng và tu sửa căn nhà nói trên kể từ ngày bàn giao. Xin được cảm ơn và chúc mừng gia đình của chúng ta bằng một tràng pháo tay thật lớn. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ chính thức được nhận quyết định về căn nhà mới này. Xin được trân trọng kính mời anh Lê Văn Quang, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 12 trao quyết định. Chị cầm đi. Hôm nay chương trình căn nhà mới ước lại một lần nữa đến với phường Thạnh Lộc, trong không khí nhân dân cả nước đang háo hức hướng về ngày Tết cổ truyền dân tộc. Tôi xin phép được thay mặt lãnh đạo quận 12 gửi lời cảm ơn chân thành đến ban khoa giáo đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị tài trợ, công ty thép Pamina, các đơn vị mạnh thường quân đã dành thời gian đến đây dự lễ và trao những món quà quý giá cho gia đình của anh Tơ và chị Cúc. Cả anh Tơ và chị Cúc đều có những số phận, những mảnh đời riêng, và tất cả đều dang dở, các anh chị đã tìm đến với nhau để xây dựng mái ấm gia đình và tiếp tục đi nốt cái quãng đường còn lại của mình. Thì thông qua chương trình căn nhà mơ ước thì các anh chị cũng đã thỏa được
đã thực thụ có một cái căn nhà sạch đẹp khang trang. Và từ tổ ấm này cũng mong mỏi rằng là các anh chị sẽ cố gắng vươn hơn nữa trong cuộc sống và chăm lo cho cháu bé. Thay mặt lãnh đạo quận, tôi xin chân thành cảm ơn. Xin được cảm ơn anh rất nhiều. Xin được cảm ơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nhận một món quà của phường Thạnh Lộc tặng cho mình để chuẩn bị đón Tết ha chị ha. Dạ, xin được mời anh Đoàn Văn Lý trao món quà này. Và địa phương cũng gửi anh chị một món quà cũng nhân dịp nhận cái ngôi nhà mơ ước và nhân dịp đầu năm mới. Chúc sức khỏe. Dạ, được cảm ơn. Sau đây thì chúng ta sẽ nghe nhà tài trợ công ty thép Pumina, anh Phạm Phú Châu sẽ có vài lời chúc mừng gia đình mình. Hôm nay thì chúng tôi rất vui được đến để mà cùng chia sẻ và cảm nhận được cái niềm vui của anh chị ngày hôm nay có được một ngôi nhà mơ ước. Thì chúng tôi thấy rằng là những ngày tháng trung chuyên của anh chị rồi đã qua, thì từ ngôi nhà này thì chúng tôi hy vọng là anh chị sẽ có những cái tháng ngày thật là đầm ấm và để tiếp tục thực hiện những ước mơ của mình để mà chăm chút cho cháu nhỏ. Thì đây mới chính là cái tương lai, cái điều mà anh chị nghĩ là chúng ta trăn trở. Thì năm hết Tết đến, chúng tôi cũng xin chúc anh chị có một cái Tết thật là hạnh phúc và nhiều niềm vui. Dạ, xin được cảm ơn anh. Bây giờ mình sẽ tham quan nhà chị ha. Mình mời mọi người vô tham quan căn nhà mới của mình. Không nhà mới. Rồi. Cho người anh mái ấm tình đầu, cho trẻ thơ tiếng ca vui đùa, hồn nhiên đến ngôi nhà yêu thương. Để cho ngày nắng ấm áp, gió mưa không màng, bao buồn đau sẽ hóa nụ cười. Nơi tình yêu mãi luôn rạng ngời, để ngày vui hân hoan từng khúc ca bên ngôi nhà ước. Trước nhất là cảm ơn chính quyền các cấp và chính quyền địa phương đã giúp đỡ em căn nhà này. Và sau đó em cũng cảm ơn các công ty, nhất là công ty thép Pumina đã giúp đỡ em căn nhà này, thì em mang ơn và em cũng cố gắng phục vụ khó khăn để mà vươn lên. Xin nhau. Anh nghĩ là bao lâu thì hai vợ chồng đi làm vậy, bao lâu mình xây nhà? Dạ. Hồi mà chưa có nhà mới á. Nếu mà tụi em nghĩ rằng suốt đời cũng không bao giờ có. Ừ, phải không? Dạ. Vậy hả? Rồi có nhà này anh có bất ngờ không? Dạ, như bất ngờ. Cái bất ngờ đôi khi nó làm cho cuộc sống của mình rất là thú vị, đặc biệt là những cái bất ngờ tốt đẹp như thế này. Xin mời công ty Thành Tài tặng quà. Nhân dịp năm mới về, anh chị có được ngôi nhà mới, thì em đại diện công ty Thành Tài tặng chị một cái bếp ga giống như chị mơ ước. Em cũng cảm ơn. Với gửi tặng chị một số tiền và chúc anh chị là hưởng một cái Tết vui vẻ, hạnh phúc và được bạn sự như ý. Rồi, cảm ơn công ty Thành Tài. Tiếp theo là xin mời công ty Ba Hưng tặng quà. Nhân dịp hai em có ngôi nhà mới, chị thì đại diện công ty Trứng Thạch Ba Hưng có số vốn là 3 triệu để góp vốn với tụi em tìm cách để xin sống và đồng thời làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Rồi, cảm ơn công ty Ba Hưng. Xin mời công ty Namilus. Đại diện cho công ty bếp ga Namilus, em cũng gửi đến một số quà cho gia đình mình và một số vốn nhỏ để anh chị có điều kiện để sau này làm ăn nó thuận lợi hơn. Và nhân dịp Tết đến, em cũng chúc cả gia đình mình có một cái Tết thật là hạnh phúc, vui vẻ và an khang thịnh vượng. Cảm ơn rất nhiều. Bây giờ công ty Phúc Viên Bến Nghé tặng quà. Chúc mừng anh chị hôm nay có được ngôi nhà mới. Thì như vậy gia đình mình là năm nay là ăn Tết ở ngôi nhà mới rồi không? Thì tôi đến từ công ty Phúc Viên Bến Nghé, thì có một phần quà dành cho anh chị và cũng như một số tiền để với cái mong muốn là hạn chế những sự khó khăn phần nào đối với gia đình. Thì chúc anh chị năm mới nhiều sức khỏe, làm ăn nhiều thuận lợi hơn, may mắn hơn. Cảm ơn công ty. Rồi, anh thấy ha. Tiếp theo là công ty Nhà Việt tặng quà. Dạ, chúc mừng anh chị đã có được một ngôi nhà mơ ước của mình. Và em xin đại diện công ty Nhà Việt mình cũng có một phần quà và một cái số tiết kiệm trị giá là 3 triệu đồng gửi cho anh chị góp vốn để anh chị xây thêm cái mơ ước tiếp theo. Rồi, xin chúc anh chị tình yêu sức khỏe và niềm vui. Dạ, cảm ơn công ty. Rồi, xin được cảm ơn.
Đây là gửi theo phụ nữ phường. À, nhân dịp mời nhà gói gạo phụ nữ phường gửi tặng gạo, có bếp ga, có gạo, có trứng sẻ, là một bữa cơm ấm cúng của gia đình trong dịp năm mới. Quá. Rồi, xin được cảm ơn phụ nữ phường. Theo ạ. Đại diện cho phụ nữ chi hội 3A, đầu năm mới xin đem đến một món quà sự ấm cho gia đình, tức là ấm no hạnh phúc. Cái này ấm hả chị? Cái này chắc là ấm quá không? Chắc em mệt quá. Rồi, cảm ơn chị. Tiếp theo là quà của khán giả truyền hình gửi, tụi em mang xuống cho anh chị. Đây. Đó, có mền rồi, giờ có thêm có mùng, có quạt, muốn mát thì mát, muốn ấm thì ấm ha. Rồi, không có đi cái gì hết. Sự cố gắng và cái tình yêu thương của anh chị, nó tỏa sáng và chúng tôi đã nhìn thấy và tìm thấy anh chị. Xin thay mặt cho những người thực hiện chương trình chúc cho anh chị sẽ tiếp tục có sức khỏe, cháu ngoan và tiếp tục những cái ngày tháng hạnh phúc sắp tới đây. Kính thưa quý vị, cho phép chúng tôi được gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ công ty thép Bumina, Đông Tây Promotion đã cùng với chúng tôi, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện chương trình này. Xin được cảm ơn tất cả các mạnh thường quân cũng đã đi những chặng đường rất là dài, và năm nay là chúng ta đã cùng nhau làm việc trong 3 năm rồi. Từ ngôi nhà mơ ước cho đến quỹ chung một tấm lòng của Đài Truyền hình Thành phố, thì chúng tôi tin rằng là những mơ ước sẽ được nối dài và những cuộc sống khó khăn sẽ có thêm niềm tin, có thêm nghị lực để vươn tới trong tương lai. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả mọi người. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay do Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đông Tây Promotion thực hiện với sự tài trợ của công ty thép Bumina xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại chương trình lần sau. Như những mảnh vỡ của cuộc đời được ghép lại, những gãy đổ của quá khứ được hàn gắn bằng một chân dung mới của cuộc sống, sẽ chỉ là bất hạnh nếu từ tận cùng của bế tắc ta đầu hàng số phận. Chị Cúc, anh Tơ đã không đầu hàng số phận. Cái nghèo và nỗi cay nghiệt của quãng đời cũ càng làm cho hai số phận này yêu thương nhau hơn, chăm chút cho gia đình hiện tại hơn. Điều đó đáng được chia sẻ. Ngôi nhà mơ ước trao cho anh chị một cơ hội đẹp đẽ này, chỉ để cầu mong mọi nỗ lực của anh chị sẽ thêm mạnh mẽ để bước tới những tháng ngày mới sáng sủa hơn. Ngôi nhà rất đông khách và có rất nhiều quà tặng, mang theo là bao nhiêu những lời chúc chân thật và tình cảm. Hãy nghĩ rằng sự may mắn này không dễ có trong đời. Vậy nên nụ cười và nỗi xúc động hôm nay xin hãy nâng niu để biến may mắn ngày lành mà mình đang có thành thành quả ngọt ngào của sự sống trong nghị lực vươn lên của năm dài tháng rộng. Mong cho cháu Huy con anh chị lớn khỏe và ngoan ngoãn. Hãy đừng yếu lòng trước khó khăn, đừng chùng lòng trước gièm pha và đố kỵ của lòng người. Mong anh chị chân cứng đá mềm để sống đẹp với nhau và sống đẹp với mọi người trong yêu thương sự sống này. Bumina cùng xây ngôi nhà mơ ước. Với công thức Germinex cực mạnh, diệt trùng đến 99,9% cho bồn cầu luôn sạch sẽ và vệ sinh. Thêm 50% giá không đổi khi mua đất toilet, lì xì 1.500 đồng cho đất nhà tắm. Vui xuân bất ngờ với nhà sập bóng, có con vịt bồn cầu hết vi trùng. Siêu năng lượng kem què đã thuộc về ta, giờ thì dùng phút phương người biểu rồi. Kem của chúng ta đã bị đánh cắp, hãy lấy lại ngay. Chính Ensugol đã giúp ba mẹ luôn vui khỏe. Ensugol tốt cho hệ tim mạch, giúp xương chắc khỏe và tăng cường sức đề kháng. Tuyệt vời nhất chính là cách ba mẹ chăm sóc nhau mỗi ngày. Ensugol, quà tặng quý giá cho sức khỏe. Xì đánh dài Kiwi chăm sóc và bảo vệ đôi giày bạn, giữ chúng luôn mới và sáng bóng. Xì đánh dài Kiwi giữ mãi một phong cách lịch lãm.
đã khắc sâu vào tâm khảm của mỗi người dân Việt. Vì đó chính là nguồn cội. TVLCD Sony Bravia sống mãi từng chi tiết và sắc màu nguồn cội. Xe nhiều áp lực khiến tôi đau đầu. Những lúc đau đầu, tôi uống Panadol Extra. Giảm đau mạnh mẽ, không gây buồn ngủ. Khi bị đau đầu, tôi uống Panadol Extra. Không dùng Panadol Extra cho người suy gan thận hoặc dị ứng với paracetamol. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Các chị nội trợ ở đây chưa tin áo quần có thể sạch một xà phòng chỉ trong một lần xả. Chắc không được đâu. Thường tôi phải xả 3 lần. Mình thấy mới tin. Hãy thử xem nào. Với hai chiếc áo đầy bọt xà phòng, chị sẽ xả với nước. Con chị dùng cò vò một lần xả và thử với giấy quỳ. Nếu giấy quỳ đổi màu nghĩa là vẫn còn xà phòng. Với cò vò một lần xả, giấy quỳ không đổi màu. Hết sạch bọt xà phòng. Mềm và thơm quá. Bây giờ thì mình tin rồi. Áo quần được xả sạch bọt, mềm mịn và thơm lâu chỉ với một lần xả. Sao ba mặc áo bẩn vậy? Chắc mai không kịp nọ để đón Tết. Con phải giúp ba thôi. Áo quần con bị tắm bẩn như ba, nhưng ba vẫn không ngại. Vui Tết dân tộc, trẻ học nhiều hay. Ngại gì vết bẩn, ô mô. Chương trình Chuyện Không của Đài xin hân hạnh chào đón quý vị và các bạn. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty cổ phần Lasta thực hiện. Chương trình Chuyện Không của Đài ngay được phát sóng vào lúc 20:20 tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Sao ba mặc áo bẩn vậy? Chắc mai không kịp nọ để đón Tết. Con phải giúp ba thôi. Áo quần con bị lắm bẩn như ba, nhưng ba vẫn không ngại. Vui Tết dân tộc, trẻ học nhiều hay. Ngại gì vết bẩn, ô mô. Cầu con vịt với công thức Germinex cực mạnh, diệt trùng đến 99,9% cho bồn cầu luôn sạch sẽ và vệ sinh. Thêm 50% giá không đổi khi mua đất toilet. DC 1.500 đồng cho đất nhà tắm. Vui xuân bất ngờ với nhà sạch bóng. Có con vịt, bồn cầu hết vi trùng. Mùa lễ hội, rộn ràng Tết, nôn nàng hương, vết thay và Downy, sản phẩm dành riêng cho mùa Tết này. Tùng, mai rảnh không?
Nếu có thời gian thì ghé nhưng nhà... mà vấn đề là để làm gì? Ghé nhà mình chơi. Ghé nhà anh? Ừ. Sao không ngày khác còn phải là ngày mai? Không, ngày mai tại vì có mấy ông bạn tới chơi rồi có chuyện gì đặc biệt? Ăn uống rồi ngồi chơi bài chơi cho vui. Thường hay chơi không? Không, đúng chơi, chơi, chơi không? Với lại quýnh chơi mà anh em chơi vui mà. Chơi phải không? À. Bây giờ em coi coi trận nào chắc cú em nè, nói cho anh biết đánh một cái một. Thì tối nay nè, Liverpool với Chelsea nè. Liverpool sân nhà chấp đồng nữa, ăn 8. Bây giờ anh lấy nào? Chắc lấy sân nhà quá. Sân nhà mày đánh cho tao 5 chai. 5 chai phải không? Còn trận nào nữa? Còn thằng Arsenal chấp Liverpool đồng nữa luôn nè. Cái này chấp bắt được trên ở dưới mày. Nằm trên hết luôn đi. Trên Arsenal luôn. Vậy chơi này 5 chai luôn. Rồi. Rồi. Coi như anh nằm Arsenal với Liverpool phải không? Cái 5 chai phải không? Coi chắc như có. Rồi, chắc cú rồi. Rồi rồi, coi như không? Coi như có luôn rồi đó. Mấy giờ rồi. Mấy giờ đã? 9 giờ với 10 giờ đó. Rồi. Em rồi. Chơi cho anh chắc cú là được rồi. Chắc cú sáng mai lấy tiền. Tối mày đem lại luôn. Đâu đây? Bữa nay cho chơi bữa nữa coi được không? Thôi, trời ơi. Công an khu vực kêu lên nhắc nhở nhiều lần lắm rồi. Không có ổn đâu. Thôi trời. Đừng có chơi nữa mà mấy cha. Trời ơi, anh em không mà khổ anh ghê. Bữa anh thấy thua quá trời quá đất luôn không? Với lại gần Tết rồi, 2-3 tháng. Đừng có cờ bạc nữa. Đá banh ngon hơn. Bây giờ tôi chuyển qua đá banh rồi. Đá banh ăn tỷ số ngon hơn. Nhưng mà thôi lỡ rồi, bây giờ cho tôi gỡ bữa đi. Không lẽ giờ anh không cho tôi chơi là anh hợp đồng với mấy thằng kia ăn thôi. Bởi vì cái mặt mày vậy á, tao gì mà tao gài cho tụi nó ăn mày sao? Tại vì đi nhà tao rộng rãi, mấy chú lại chơi tôi cho chơi chứ lấy chút đỉnh tiền sâu đâu có nhiều. Nhưng mà công an khu vực nó kêu lên cảnh cáo nhiều lần rồi, nói là nếu còn tái phạm á truy tố tôi ra tòa nữa. Mà ra tòa chịu ra tòa thấy tôi không? Trời ơi, anh sợ gì không biết nữa. Hâm cho vui thôi, cho thấy chơi mấy bữa đó có công an nào lại bắt mình tụi tôi không? Với lại bữa nay thua quá rồi, với lại cho tôi gỡ một bữa đi rồi tiền sâu rồi, bữa nay sâu nhiều hơn chút. Không ổn đâu thôi chú đi kiếm chỗ khác chứ chơi đi, tôi không được đâu mà. Tôi nghe là tôi đi thông cảm cho bữa đi rồi tôi sâu nhiều hơn cho hết rồi, cái gì mình cho thêm ăn ra ăn tôi cho thêm ha. Ta nói ông tí rồi, cũng tại địa điểm cũ ha. Vậy ok. Cái gì vậy? Lụi tụi nó lại. Ổn không đó? Trời không sao đâu, bữa nay không có sao, không có gì đâu. Cũng tại nhà anh tí nha, địa điểm cũ nha. Bữa nay phải gỡ chứ. Rồi ok, lại điện ha, ok. Cũng nhà ông tí luôn ha. Rồi mày rủ con chết luôn ha, rồi ok. Rồi chị ha, bữa nay phải gỡ nha, chơi phải cho đã nha, tôi thua mới nhiều lắm á. Rồi lấy liền ha. Rồi uống cái gì này kêu luôn. Cà phê đá, cà phê sữa đá. Rồi bây giờ về nè, em dặn anh tí sữa đá cà phê nha. Rồi nhớ rồi, bây giờ anh dặn anh gì ha, bây giờ anh nhớ cái vụ mật mã của tôi với anh không? Quên rồi, trời ơi, lớn tuổi anh chậm quá, lần trước vậy mà nó bo tiện như quên chân rồi. Ho một cái á là tổ trưởng khu phố, còn ho hai cái á là dân phòng, đúng rồi, còn ho ba cái là công an khu vực, anh nhớ không? Ê mà chừng nào thấy tôi là quận xuống nghe. Trời ơi, ông hò cái đó thấy bà nội rồi. Thôi giờ vô chơi đi. Chơi. Thôi nói nhiều quá. Rồi giờ chơi đi. Đó, giờ đi. Bữa nay là phải gỡ thôi nha, chứ bữa là tôi thua mấy chú là coi như mấy chú làm thủng túi tôi bây giờ. Bữa nay tôi kiếm lại chút đỉnh này tôi mua chiếc A còng coi. Làm bữa tôi mới là thua nè. Trời ơi. Ông này đánh bài lần nào vậy, cái như mà bính lâu còn chết luôn. Ông chứ có ông đĩa bài nó không? Mày ăn lại bây giờ mấy ông la. Bính không là quýnh là. Yếu không có ra gió nha mày má. Rồi đi luôn. Còn nói chú trực chú nói nhà đến rồi. Bây giờ muốn cái gì? Bây giờ tôi đang bài tôi lớn mà nhậu đang gặp bài tôi đang chơi nữa, chơi không chơi nó không nghỉ nha. Bây giờ đây chơi đâu phải là chuyện cho ai luôn rồi. Hai thằng bay nhỏ với lộn bỏ đi.